Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay làm công trình mới cho mọi người, đập tháo dỡ và chuẩn bị xây nhà mới. Các anh em thợ đang đập này, mời mọi người xem nha. Đây Thuận ơi, chào bà con. Thuận, nhà ba gian mọi người. Ngay đây là ngay phường Tân Xuân. Cũng bị tháo dỡ máy ở trong. Tháo được một máy rồi. Mấy rồi, với lại lên có gì về đăng ký ủng hộ kênh nha mấy. Có coi chưa? Coi đó, coi quay trong ba rồi đó. Có hả? Mấy có coi không mấy? Mấy đợt này về có vợ về thì sẽ thấy cái bộ khờ khờ không à. Mấy này làm ăn đâu mà có bộ ấy quá. Chín ơi, chợ mở cửa đi, hết đi Chín ơi. Làm YouTube luôn. Có làm Facebook gì nữa không? Nó làm YouTube luôn à? Nó làm YouTube luôn. Hả? Đường ta đi chưa gỡ được. Cái qua xong mấy ông đem ông gỡ không cũng không kịp. Hả? Sầm chỗ đây, giữ cái cửa cửa hả? Bỏ luôn em. Bỏ hết luôn em. Đây dọn vệ sinh chuẩn bị làm kho. Mọi người, đây là mấy kho đây để tập kết vật tư. Bữa nay là đập máy đã xong một tuần xong rồi, chiều sẽ hạ gạch xuống sơ sơ. Hả? À, dắt ở đó luôn anh. Còn mấy cái cây dụng để lại cũng được. Mấy cây dài đây nè. Đây là Mỹ nha mọi người. À, giỏi à. Lấy bao mặt dạ, cho chào bà con. Thank you.
vỗ một phần. Sống cơn ở đây mọi người nha. Thầy ba thì dắt đây chiều xả luôn cái gì xả luôn ấy đó. Thầy ba bữa nay nghỉ rồi á, lên mẹ thì mình cứ mình mở ra thì quay thợ hồ không à. Mình làm thợ hồ, mình quay thợ hồ. Chào mấy bạn nha, đây Hoàng đây. Ủa đóng lại cửa nó chưa? Coi dây điện lại máy trở về. Ba cây đi ngắn 17 một dĩ là 1.8 2.4 là 10 dĩ. Một dĩ một thanh dài của đó là anh Thống, một thanh dài đó là 13 cây không? Chiều dài á, chiều dài 13. 13, chiều ngang 17. 17, đúng rồi. 30 cây á. 30 cây. Xuống móng là có tầng hầm nha mọi người. Bốn người mà giặt một cây P25 mà giặt không nói nha mọi người. Bữa nay cũng có thầy ba, ai mà biết đây biết chân ơi, tới gặp thầy ba nha đó. Đây là ông Mỹ. Đây là P18 mới giặt xong rồi mọi người. Còn P25 mà giặt không nói, bây giờ đang ngồi nghỉ nè.
video đến đây mình cũng xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn các bạn video lần sau. Xin chào.